mua được cặp bưởi và dưa hấu tạo hình độc lạ để trưng tết có giá hàng triệu bạc, nhiều đại gia và thương lái đã vào tận vườn chầu trực để mua. Đó là câu chuyện đang xảy ra tại giai đoạn cận tết ở các nhà vườn tại miền Tây Nam Bộ. Theo ghi nhận, vườn bưởi tạo hình có chữ nổi của ông Võ Trung Thành, chủ nhiệm câu lạc bộ trái cây tạo hình ấp Phú Chí A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã được thu hoạch. Ông Thành cho biết, năm nay bưởi Hồ Lô Tài Lộc thư pháp được xuất khoảng 400 trái. Loại bưởi độc lạ này có giá trị từ 1,6 triệu đến 2 triệu đồng trên một cặp. Giá cao cấp tùy loại chất lượng và trọng lượng của trái. Giá bưởi khá cao nhưng ngay sau khi chủ vườn thu hoạch, các thương lái và đại gia lập tức đến tranh nhau mua. Các thương lái đưa bưởi tạo hình Tài Lộc thư pháp để đi tiêu thụ tại các chợ, siêu thị ở thành phố Cần Thơ, Sài Gòn và các tỉnh phía Bắc. Còn tại các đại gia vào tận vườn chọn mua những bưởi đẹp để mang về tặng sếp. Anh Văn Vĩnh, một người chạy xe từ Cần Thơ sang Hậu Giang để mua bưởi có tạo hình độc lạ này cho biết, năm nay thời tiết khắc nghiệt nên bưởi tạo hình rất hiếm, ngoài thị trường không ai bán. Do đó, anh phải đi một quãng đường khá xa để có mua được loại trái cây độc lạ này tặng người thân, bạn bè. Không chỉ áp dụng những với bưởi, ông Thành còn thử nghiệm thành công với việc khuôn ép chữ Tài Lộc thư pháp trên trái đào tiên. Mỗi trái đào tiên có giá trị từ vài trăm nghìn đến một triệu đồng. Ngoài bưởi, đào tiên thì dưa hấu hình thỏi vàng và hồ lô vàng cũng được bắt đầu chuẩn bị tung ra thị trường với giá vô cùng đắt đỏ. Anh Nguyễn Văn Phúc ở ấp Hưng Lợi, xã Tân Hưng, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long cho biết năm nay anh trồng 0,4 hectare dưa hấu vàng, trong đó có khoảng 700 cặp tạo hình thỏi vàng với chữ Tài Lộc. Anh cho biết dưa hấu bình thường để cho trái đẹp nhưng Tết đã không hề dễ dàng, làm ra những hình thỏi vàng càng khó hơn, để tạo ra hình trái dưa hấu như thỏi vàng với chữ Tài Lộc rất công phu, đòi hỏi phải kiên trì và đam mê mới có thể làm được. Anh này tiết lộ thêm, mỗi cặp dưa thỏi hình vàng tại ruộng có giá trị từ 1,5 đến 3 triệu đồng trên một cặp tùy loại. Hiện tại, các thương lái tại Hà Nội và Sài Gòn đang đến tận nhà để đặt mua hàng.